Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh gia đình Thiết Tiết Phương Tây. Bây giờ mọi người theo chân mình đi nấu ăn nha. Hôm nay mình sẽ cho Diếp ăn mì sẵn. Đây là mì rau củ màu vàng, màu cam và màu xanh, màu tím. Mình mua trong Bách Hóa Xanh mọi người. Hôm nay mình sẽ xào mì này cho Diếp ăn. Mình sẽ xào chung với đậu hũ nè, thịt heo nè. Nãy thì mọi người nghe vô trời mưa rồi đó, nấm rơm, cà rốt, đây, đậu que. Rồi bây giờ mình sẽ đi lặt rau xong mình sẽ đi cắt đậu hũ và làm thịt nha. Đây là nấm rơm, bây giờ sẽ đi bột nấm rơm. Như đây là 10 ngàn nè mọi người. Tiếp là ăn xào. Trời mưa rồi. Mình đã bỏ xíu muối rồi, giờ mình sẽ bỏ một xíu dầu vô nữa. Bây giờ mình sẽ đi luộc đậu que trước.
giờ mình sẽ tiến hành đi xào thịt. Bỏ hành nè, bỏ tỏi hoặc hành tím hoặc hành, được, mình sẽ bỏ gốc đậu hành nha. Cái không được. Để bỏ một xíu nước mắm thì cho nó thơm. Để nêm nếm một ít bột ngọt. Ít nêm. Đường. Một xíu nước vô đựng cho thịt của mình nó chín nè. Sẽ bỏ đậu hũ vô. Nghe sao con ngát luôn hả ai? Con ngát là sao? Để nó mỏi tay hả con? Không, để cắt dao. Sẽ bỏ nấm vô luôn. Mẹ cắt dao cái này rồi mà. Gì đó? Cắt dao. Cho mẹ lấy cắt dao. Bỏ dao vô. Sẽ bỏ mì vô được. Cái bánh lá này đúng mà bị trộn quá mọi người. Trộn lên.
đi lên. Tiêu. Đây là mì xào, rau củ, heo và đậu hũ của mình. Đơn giản cực kỳ. Mời mọi người cùng ăn mì xào với Nhiếp nha. Rau thì ăn rau có sức khỏe. Rồi, xào, gà xua. Đây là mình phải ăn mì xào với Nhiếp nha. Bay ơi, bay. Bay ơi. Chấm đi, chấm tương của con. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Chấm tương của con. Ông Tố ơi. Ông Tố. Trời ơi. Một nụ. Nó là chấm tương đen người mình chấm nước mắm làm tại vì sẵn nó tủ lạnh nước mắm làm mình chấm. Mẹ sao con đi rau? Đâu rau đâu mà đâu? Rau chứ gì? Rồi, mẹ làm được chưa? Mẹ xin. Vô đây thiệt luôn. Mẹ con lên. Chụp ngồi luôn được không mồm? Mẹ con lên mẹ. Ừ. Thì mẹ lấy rau. Chán luôn. À, ăn cho chú coi coi. Trời ơi, cứu tôi với! Cứu cuộc đời tôi với! Cứu cuộc đời với! Trời ơi! Oh my god! Mắm làm, tại trong tủ lạnh mình có nước mắm làm. Chứ đây là chấm nước tương. Mà mọi người... được. Nó hầm thật cái rồi ăn mì xào lâu lắm rồi. Ăn mì mà. Tôi ăn mì. Nó gọi rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nếu thích thì hãy bấm đăng ký để xem ủng hộ thêm mình có tiếp nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye em. Bye bye em. Đi lại đây, bye bye.